chào mọi người ạ. Em là Lệ, nhân viên tư vấn cửa hàng xe máy An Thành Phát, Nam Tân Uyên. Địa chỉ ở khu phố Khánh Bình, Nam Tân Uyên, Bình Dương, gần chợ Quang Vinh 1, cách cây xăng Kim Hằng 500m, đối diện với lại bên đường của khu công nghiệp Nam Tân Uyên để mọi người có thể đi chính xác đường hơn nha. Cửa hàng em ở Nam Tân Uyên mọi người nha. Hôm nay thì em sẽ cập nhật một số dòng xe của Honda, giá này là giá đầu tháng 5 để mọi người có thể cân nhắc và lựa chọn cho mình một em xe ưng ý ạ. Hiện tại thì rất là nhiều bạn hỏi em là Vision 2020 đã bỏ mẫu trên thị trường rồi, thì hiện tại cửa hàng em còn xe không ý. Thì cửa hàng em vẫn đang còn tương đối nhiều màu mọi người nha. Đây là những màu bên cửa hàng em độ lên, còn đặc biệt cửa hàng em còn màu đen nhám của phiên bản Vision 2020, phiên bản đặc biệt. Hiện tại thì em này bên cửa hàng em đang bán ở mức giá vô cùng tốt thôi để mọi người có thể cân nhắc lựa chọn. Em này thì bên cửa hàng em đang bán ở mức giá là từ 37.500.000 mọi người nha. Còn đó đây là màu 3D bên cửa hàng em cũng sơn lại đi ạ. Hiện tại thì em này bên cửa hàng em đang sử dụng khóa cô. Em này giá là 36.500.000 mọi người nha. Vision 2022 phiên bản đặc biệt. Em xin báo giá tất cả các phiên bản Vision bên cửa hàng em có đầy đủ luôn đấy. Em có thể quay cho mọi người xem. Đối với phiên bản tiêu chuẩn thì ở bên cửa hàng em đang bán ở mức giá là từ 37.000.000 mọi người nha. Phiên bản cao cấp thì hiện tại giá của em nó là 38. Phiên bản đặc biệt hiện tại bên cửa hàng em đang bán ở mức giá là 40.500.000. Còn phiên bản cá tính đấy, bên bản cá tính hiện tại chỉ còn màu đen thôi. Hiện tại thì em này giá của em này là 44 mọi người nha. Mua góp thì mọi người đưa trước giúp em từ 4 đến 10 triệu. Đối với dòng Vision này thì có thể lên hồ sơ mua góp nhận xe ngay rồi. Về thủ tục mua góp, mọi người lưu ý giúp em là cầm giúp em chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân, có bằng lái xe, hộ khẩu hoặc là bảo hiểm y tế thì mọi người cầm theo luôn giúp em để có thể lên được nhiều ngân hàng hơn, hỗ trợ mức trả trước tốt hơn đối với khách hàng có đầy đủ giấy tờ, cũng như là lãi suất sẽ ưu đãi hơn luôn ạ. Một dòng xe đang cháy hàng của Honda từ đợt Tết đến bây giờ là dòng xe Future, thì cửa hàng em hiện tại cũng đã có đầy đủ tất cả các màu cũng như là độ màu theo yêu cầu của mọi người luôn nha. Future thì hiện tại giá đang dao động ở mức là 35.500.000 với phiên bản bánh căm màu zin. Còn là phiên bản bánh mâm cao cấp thì hiện tại giá của em này là 36.500.000 đối với lại phiên bản màu zin là màu đỏ với lại màu xanh mọi người nha. Đây, bên cửa hàng em đã độ sẵn một cái màu xanh GB rất là xinh này luôn đấy. Em này thì hiện tại giá của em này là 36.500.000 nha. Còn phiên bản cao cấp là màu xanh với lại màu đen nhám này đi ạ. Màu xanh nhám và màu đen nhám. Thì hiện tại giá của em này là 37.500.000. Phiên bản đang rất là hot ở bên cửa hàng em đang cháy hàng liên tục là phiên bản màu trắng đen, màu trắng đỏ độ xe quay thái đấy ạ. Hiện tại thì em này bên cửa hàng em đang bán ở mức giá là từ 39.000.000 nha mọi người ơi. Còn phiên bản cao cấp của màu trắng đen, phiên bản bánh mâm thì hiện tại giá của em đấy là 38.000.000 ạ. Mức trả trước lưu ý với em là từ 4 đến 8 triệu là có thể lên hồ sơ mua góp nhận xe ngay rồi ạ. Đây, quay về một dòng xe đã bỏ mẫu của Honda, đó là xe AB125 của 2019 và 2020. Đối với lại phiên bản màu zin này thì bên cửa hàng em đang bán ở mức giá là 41 mọi người nha. Còn những cái màu 3D sơn lại như thế này thì mọi người cộng thêm giúp em từ 1.500.000. Đối với dòng xe này thì bên cửa hàng em đang hỗ trợ không cần trả trước nha. Mọi người không cần trả trước cũng có thể mua góp nhận xe ngay, đặc biệt là liên hệ trước thì còn được hỗ trợ giảm giá trực tiếp thêm 1.000.000 nữa mọi người nha. Không mua xe không cần trả trước còn được cầm tiền mang về luôn đấy. Ở bên cạnh em là một dòng xe Lead. Hiện tại thì bên cửa hàng em có cái dòng em 2020 phiên bản cao cấp khóa sở sử dụng khóa sớm mắc cây em mọi người nha. Đối với dòng xe này thì bên cửa hàng em đang bán ở mức giá là 43.000.000 thôi ạ. Mua góp thì mọi người đưa trước cho em từ 2.000.000 là có thể lên hồ sơ rồi. Một dòng xe đã bỏ mẫu của Honda là SH Mod 2020. Bên cửa hàng em thì hiện tại chỉ còn hai em xe này thôi. Hôm trước thì có 6 xe nhưng mà đã về với chủ 4 em rồi. Hiện tại thì bên cửa hàng em đang bán em này là 66.000.000 mọi người nha. Đã có tính phí sơn màu 3D rồi đấy ạ. Em này thì giá 66.000.000 đã bao gồm thuế phí đăng kiểm mọi người nha. Mọi người mua góp thì chỉ cần đưa trước cho em từ 12.000.000 là có thể lên hồ sơ rồi ạ.
Còn đây là phiên bản SH Mod đời mới 2022. Thì hiện tại em này đang ở một phân khúc là ABS mọi người nha. ABS thì hiện tại giá của em này là 76 triệu đã bao gồm thuế phí đăng kiểm. Còn bản là CBS thì hiện tại giá của em đấy là 66 triệu mọi người nha. Mua góp thì mọi người đưa trước giúp em cũng từ là 12 đến 17 triệu là có thể lên hồ sơ rồi đấy ạ. Một phân khúc cao cấp nhất của xe của dòng Honda là SHi. SHi thì hiện tại cửa hàng em có đầy đủ hai phân cấp là 125 và 150 nha. Thì bây giờ em xin em báo giá cụ thể, đi vào báo giá cụ thể hơn cho mọi người về cái dòng SHi 125 đối với lại bản bản CBS thì ạ. CBS thì hiện tại bên cửa hàng em đang bán ở mức giá là 85 triệu đã bao gồm thuế phí đăng kiểm nha. Còn bản ABS hiện tại giá của em này là 93 triệu đã bao gồm thuế phí đăng kiểm ạ. Đối với lại phân cấp mà SHi 150 bản ABS thì cửa hàng em đang bán ở mức giá là từ 102 triệu đối với phiên bản CBS. Còn bản ABS thì hiện tại giá của em nó là từ 118 triệu mọi người nha, đã bao gồm thuế phí đăng kiểm ạ. Đặc biệt là có hai phiên bản đặc biệt 2022 màu đen nhám thì hiện tại giá của em nó là 126, còn phiên bản màu xám xi măng thì hiện tại giá của em nó là 123 nhá. Giá đã bao gồm thuế phí đăng kiểm ạ. Đối với dòng SHi này thì mọi người mua góp đứng trước cho em là từ 20 đến 35 triệu thì cửa hàng em có thể hỗ trợ mọi người mua góp nhận xe ngay rồi đấy ạ. Mọi người xem video thì nhớ cho em khi một nút like và một nút đăng ký kênh thì mình có thể cập nhật giá xe tốt nhất tại cửa hàng em nha. Video này thì em cũng xin đi báo giá vào những cái dòng xe đang cháy hàng của Honda là Vario nha. Ở bên cạnh em là em Vario 160 vừa ra mắt cuối năm 2021 ạ. Độ riêng với cái dòng này thì hiện tại giá của em này đang được trợ giá rất là tốt nha. Giảm tận 10 triệu so với lại cuối năm 2021 luôn ạ. Em này thì hiện tại bên cửa hàng em đang bán ở mức giá là từ 59 triệu thôi mọi người nha. Mọi người mua góp thì đưa trước cho em là từ 6 đến 7 triệu thôi. Đối với dòng xe phân khúc 160 động cơ cực kỳ khỏe mà giá ưu đãi và mức trả trước cũng vô cùng hấp dẫn nên là mọi người có thể tranh thủ nha. 125 và 150 thì bên cửa hàng em vẫn đang còn rất là nhiều luôn ạ. Ở đây hầu như là đều là màu 3D, bên cửa hàng em đã sơn lại hết nha. Đối với lại phiên bản 150 màu zin như thế này thì bên cửa hàng em đang bán ở mức giá là 68 triệu mọi người nha. Còn những màu 3D như thế này thì cộng thêm cho em từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu tùy màu sơn ạ. Mua góp thì mọi người đưa trước cho em từ 16 triệu đối với lại phân khúc 150. Còn mùa 25 thì bên cửa hàng em cũng đang hỗ trợ giá rất là tốt ạ. Mùa 25 thì bên cửa hàng em đang bán ở mức giá là 48 triệu 200. Mua góp thì mọi người đưa trước cho em từ 6 triệu nha. Bên cửa hàng em có sơn sẵn rất là nhiều màu 3D đây ạ. Và có hỗ trợ là nhận độ màu theo yêu cầu nên là mọi người có thể liên hệ trực tiếp vào Zalo của em qua số điện thoại là 0967667095. Thì em Lệ sẽ gửi hình cận cảnh chiếc xe mà mọi người đang quan tâm cũng như là hỗ trợ mọi người độ màu theo yêu cầu luôn ạ. Hiện tại thì bên cửa hàng em có rất là nhiều màu để mọi người có thể lựa chọn nha. Mọi người xem video thì nhớ cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh để em có thể hoàn thiện cái video của mình tốt hơn. Đặc biệt là liên hệ trực tiếp với Lệ trước để nhận hỗ trợ chi phí đi lại 1 triệu đồng nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của em.